Đây, xem lại nhà em đi ạ. À vâng, chị nhà chị Lưu Nga. Ok, em sẽ xem lại nhà chị Lưu Nga. Đây nhà chị Lưu Nga đây chị ơi. Đây em lập cực lại nhé, em lập cực lại theo đây, lập cực lại theo khi chúng ta đã khắc phục cái nhà cái hình thế được trước rồi. Thì đây chị này, chị nhìn thấy Đông Bắc đây chị này, chị nhìn thấy chị Lưu Nga nhé, Đông Bắc Ba Sơn và Xíu Cấn và Dần đây ạ. Đây chúng ta có Ba Sơn, Xíu Cấn và Dần. Thì đây chị nhìn thấy này. Đây chị nhá, chị nhìn thấy là nhà đây cái nhà vệ sinh chị đây đang nằm ở khu bị xíu luôn. Nhà mình có ai tí xíu không chị ơi? Em xem này, em xem. Chồng sinh năm 1968, nhà chị là chồng sinh năm 1968. 68 là mậu thân. Tôi sinh năm 1968, chồng 1962. Con gái 1990 ngọ đó lấy chồng con trai 1998 rồi con dâu 1997 rồi cháu 2022. Ok vậy 1997 là ấy rồi, 1997 là vào Xuân Xíu rồi. Chị ơi nhà mình đang có một cái nhà vệ sinh vào Xuân Xíu nhé, con dâu 1997 chị quan tâm đến nó chị nhé, chị Lưu Nga nhé. Khi mà chúng ta tôi nhắc lại anh chị này, khi chúng ta đặt nhà vệ sinh chúng ta học bếp chúng ta đặc biệt, tôi nhấn mạnh chúng ta đặc biệt, chúng ta không được đặt vệ sinh vào cái cương vị mà có cái sơn của người trong nhà. Và nhà chị đây anh chị này, anh chị thấy cái nhà vệ sinh đây anh chị nhé, đây cái nhà vệ sinh này nó sắp đang nằm ở cương vị là cương vị xíu đây, đây nhà vệ sinh đây. Khi mà chúng ta đặt cái nhà vệ sinh vào cương vị xíu này thì cái sức khỏe con dâu chị không tốt đâu, và có thể xảy ra vấn đề về liên quan đến tai nạn nữa chị nhé. Chị hết sức quan tâm chị bỏ ngay đi cho em, bỏ luôn nhé. Đây chuồng heo thì sẽ nằm ở cương vị Dần mà rồi tiếc quá chị nhỉ. Chị năm nay ấy, thì cái năm Giáp Thìn ấy, thì cái cương vị mà nó mang lại tài lộc thì nó nằm ở cương vị Dần chị nhé. Chị bỏ ngay cái chuồng heo chị nhà chị đi, bỏ ngay chuồng heo đi chị nhá. Nếu mà chị chăn nuôi chị chuyển sang khu vực Bắc này cho em này, chị mang chị chăn nuôi chị chuyển vào đây chị ơi, đây chị chuyển vào đây cho em nhá, chị chuyển vào phía Bắc đây cho em này. Đây nếu chị chăn nuôi chị chuyển về khu vực Bắc này cho em này, nếu mà mình nhất thiết cần phải chăn nuôi chị nhá. Đây chị chuyển về phía Bắc đây. Đấy chị nhé, chị chuyển về Bắc đây. Nếu chị chăn nuôi chị chuyển vào Bắc đây, chị nhìn Diêu Nga nhé. Chị bỏ ngay chuồng heo đi. Và chị làm gì cho em? Chị thắp cho em một cái bóng đèn vàng tại khu vực Dần này cho em. Thắp một bóng đèn vàng phía sau nhà này. Năm 2024 những nhà anh chị nào chúng ta có khu vực Dần này mà khu vực rộng thoáng, anh chị thắp cho tôi cái đèn vàng vào đây. Anh chị sẽ thấy là cái công việc của mình sẽ rất là thuận lợi. Các anh chị sẽ nhìn thấy nhanh thôi các anh chị nhá. Năm 2024 này, anh chị thắp vào cái bóng đèn vàng này vào đây cho tôi và khu vực Dần trong nhà anh chị nhá. Rồi, ok chị Lưu Nga nhá, nhà chị thì về về vấn đề về bếp thì bếp cũng nằm ở gần luôn đây này chị này, bếp nằm ở gần luôn chị nhá. Ôi rồi nhà chị thế này thì chị ở thế nào được, chị Lưu Nga thì nhà chị này ở sao được. Chị Lưu Nga hiện tại kinh tế nhà chị thế nào chị ơi, chị ở này thì làm sao mà giàu được, không bao giờ có tiền chị nhé, không có. Chị Lưu Nga nhé, chị ở này không có tiền đâu, làm sao có, hao hụt làm đến đâu mất đến đấy. Cương vị Đông Bắc liên quan đến tiền năng, liên quan mà liên quan đằng sau, liên quan đến vấn đề về 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 hao tài, nó mất một cách nhẹ nhàng thôi, mất mà không mọi người không biết là mất vì lý do gì, mất nhẹ nhàng nhưng mà làm không bao giờ có tiền. Chị Lưu Nga nhá, em nói chị có thấy đúng không chị ơi? Chị Lưu Nga ơi, không có tiền với cái nhà này chị xử lý luôn cho em nhé, bỏ ngay chuồng heo đi, nếu mà có thì chị chuyển sang Bắc thôi và chị bù khuyết cho em. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.